em việt chào quý vị và các bạn thân mến hôm nay em việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số lo và em việt sẽ quay cận cảnh, cảnh chi tiết báo giá từ sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn số điện thoại của em việt là 0963 721 519 số đó cũng là số zalo của em việt luôn mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin em việt sẽ trả lời sau quý vị lưu ý đây là những mặt hàng cũ đã qua sử dụng có những món đã sản xuất hai ba chục năm bốn năm chục năm năm sáu chục năm hai ba bốn năm thì cũng có và tất cả đây là đồ cũ, đồ đã qua sử dụng. Thì đồ cũ đồ đã qua sử dụng tiểu vị và các bạn biết mình không xì ba tú tát lại thì nó cũng có chảy này nọ, vân vân các thứ. Tiểu vị sẽ cố gắng quay cận cảnh chi tiết từ sản phẩm và rồi báo giá được đến quý vị và các bạn luôn. Cũng như quý vị và các bạn à, khi mà muốn mua món nào thì xem cho kỹ video giúp em việc. Còn bạn nào mà cảm thấy À, mình à, chưa có tin tưởng, mình à, còn lăn tăng thì đừng mua, mình tìm chỗ nào mình tin tưởng hơn mình mua, à, cho nó chắc cú. Rồi, à, cái cặp lo đầu tiên em bị chia sẻ đến hoặc bạn là một cặp lo của nữa nhưng nó đắt tiền hơn CBL nữa nha. À. Cái cặp cũ này á, là trên thị trường thì à, giá nó phải là 22 23 25 tiền người bán ha. Đây, cái cặp cũ táp biu nữa. Mô đun là ED-911. Quý vị và các bạn có thể lên Google sạch cái model này. Này nó dính bụi dơ. 8 ôm 20W. Maximum là Maximum của ông này là 40W. Quý vị và các bạn cặp cũ này thì về với tình trạng là xin nguyên bản chưa bung ốc về phần nước sơn thì mình thấy cũng khá là ổn vị khá là ổn để mình quay đi cái bên đây cặp này thì em việc đấu giá thì cũng được giá khá là tốt kiền đồ còn cũng còn sáng vậy các bạn cũng còn ok ha cái kiền này nè ngọt cũ vậy là dữ lắm à đẹp dữ lắm à từ giờ trước khi quý vị bạn là tham khảo về cái cũ này thì quý vị bạn lên google mình sạch có mô đồ này ha cái chữ này nè mô đồ này mình lấy nét bự cho quý vị bạn xem để quý vị bạn xem để biết giá cũng như là biết cái giá trị của dòng cũ uh, của nưa uh, táp thì cái dòng này á là nó uh, khi mà đấu giá người ta đấu rất là nhiều luôn người các bạn mấy củ gbl chứ người ta đấu không nhiều bằng những cái dòng biêu nưa này nè cả những cũ lô bát cũng vậy nữa cũ lô bát mà đụng tới cái cái thương hiệu này cái uh, thì đấu giá mệt lắm nhiều người mua cũ lô bát bốn năm triệu là bình thường củ lô bát biêu nữa rồi. À, về kích thước của con này thì à, đường kính vòng tròn là 14. Chiều sâu là 11 được. Ấy à, đường kính vòng tròn là 14, chiều sâu là 11. Con này chưa buông móc, bao xin tuyệt đối. Rồi ở à, phía trước này thì à, dòng này là sản xuất sức à, đi châu Âu cho nên à, quý vị và các bạn có thể thấy là nó có tới hai cái dạng bắt ốc ba cái lỗ ốc này nè là thường bắt cho những cái họng còi của nhật đó họng còi của nhật còn hai lỗ này là thường bắt vô cái họng còi mấy họng còi anh test đồ này nọ đó nè mình đo kích thước cho vị xem ha giữa lỗ ốc này và lỗ ốc kia là 7,5 phẩy năm là hai lỗ ốc này 7 phẩy năm thì 7 phẩy năm này mình đoán là bắt vô cái họng còi anh test năm một một tám một một rồi còn cái đường kính chéo này thì nó được 5 cm từ đây qua đây là 5 cm đó. Và cái cặp này nó mình đấu giá được nó đi theo cái họng này, họng này là họng của Coran. Cái họng của Coran, họng này nặng mười mấy ký và những cái cái sơn mà của cái cái chống ồn nè, nó có chày đồ tùm lum hết trơn Mấy cái đó thì xử lý dễ à. Đây. gan AH502 thì bạn nào mua hỏng lẻ mình bán luôn mua cũ lẻ mình cũng bán luôn đó rồi chiều ngang của cái họng này là 44 chiều cao là 19 và chiều sâu là 30 34 thì cặp họng này mình đấu giá được chung với cái cũ biêu nưa là AD 911 này. Và giá tốt cực kỳ. Mình bán cho quý vị một bạn vừa cũ vừa hỏng luôn ha, vừa cũ vừa hỏng luôn. Là 22 triệu đồng. Chuyện khoản đủ mình bao ship. Bạn nào đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì 25 triệu đồng. Thì mình bán cái cặp cũ này 22 triệu á là coi như là chỉ có bằng cặp cũ với họng nè 22 triệu là chỉ có bằng những người khác người ta bán là cái cũ không cái cũ không người khác người ta bán 22 25 rồi mình bán nguyên cả bộ họng luôn là chỉ có 22 thôi các bạn đừng mặc cả giá giá rồi tiếp thì mình có một cặp JBL đời cao ha đời này thì uh, Mô đồ là 2450 c con này nhiêu ôm ta 16 ôm 24 50 16 ôm thì à, uh, cái kích thước của con này cụ củ từ của nó thì uh, khoảng 16 con này con 100 và chiều sâu của con này thì à, uh, được uh, 14 năm Đó. cặp này đẹp khen cặp này ở, ở bên những trang nước ngoài thì người ta đấu giá đâu đó trên mây không à khoảng hai mươi mấy triệu một cặp 18 20 trên mấy trang nhẹ bài rồi, đường kính của cái này thì 5 cm, đường kính này 5 cm. Còn đường kính cái lỗ bắt ốc tính từ giữa lỗ này đến lỗ này, lỗ này đến lỗ này thì 10 cm. Đó vì bạn cũ này nó rất là bự. Đó. Còn cái mặt tròn ở trước này nó là 12. Thì cặp này, cặp JBL 2450C này em việc bán cho quý vị và các bạn với mức giá là 18 triệu đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship tầng nhà cho quý vị và các bạn và tiếp em việc chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp cũ của TBL LE175 cặp này thì từ Anico chiều sâu là 10,5 đường kính của từ là 11 xin nguyên bản hàng đẹp à, Nước sơn độ ok ha Thì cũng có một vài chỗ chốc chốc nhẹ đâu Này là phải có thôi vận chuyển hoặc là do những người trước ta xài con này thì uh, jean Mấy cái uh, mấy cái miếng mũ mà nó đổ vô ốc này Còn jean của nó luôn Rồi Giá của cặp này Là 12 triệu đồng Chuyện phản đủ mình bao ship LE175 hàng jean Đẹp Quý vị một bạn nhìn cái phấn nó còn xanh lẹ À. rồi tiếp mình có một cặp chép nằm trong thùng dinatong g ba trăm năm dinatong g ba trăm năm cặp này thì từ anico quý vị và các bạn cứ lên google mình search dinatong g ba trăm năm thì sẽ biết giá trị của cặp lo này chiều sâu 7 cm cụ từ thì uh, khoảng 7,5 từ anico nặng tay cầm nặng lắm đường kính vòng tròn ở phía, vòng ở phía trước bắt ốc này là 10 cm rồi cặp này à, à, mốt cái mũi một tí xíu nè cái lưới này nhấn nhấn vô nhưng qua mình nhấn độ mình qua mình đụng cái nó bị mốt mũi rồi tí xíu ha đó mình đây thì ok mình bao nhiêu tuyệt đối cặp này thường mình sẽ bán 4 triệu đồng nếu như mà nó không mốt mũi à, ống bông mũi như thế này thì mình bán cho vì hoặc bạn là 3 triệu 500 000 đồng bớt 500 nghìn đồng ở đó nha à, chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển các bạn đừng mặc cả trái giá rồi tiếp mình chia sẻ cho quý vị của bạn là một cặp còi của Fortet và còi này thì bạn nào mua cũ bán cũ mua hỏng bán hỏng rồi trước tiên mình sẽ đo cái từ cái họng từ cái đích cũ cho đến cái đầu họng thì nó được 31 31 nha và ngang. 33 chiều cao 12. Rồi, và cái cũ này, họng này cũng là họng của test luôn. Và cũ này thì đường kính nó 10 cm và chiều sâu của cũ củ thì nó là 8 cm. Đó. Cặp cũ này thì tình trạng zin đẹp. Quý vị thấy bụi mình học chưa lau á, chưa lau ra đẹp lắm nha. Nè. Này là bụi đó, bụi thôi bụi lâu quá nó bám mình đã đo kiểm rồi ok hết ha rồi con phô test này là phô test fd 600 nó để hòn gì uh, vợ gì đó gì vơ gây vơ gì đó không hiểu nữa 8 ôm maximum là 50 w rồi cặp này thì uh, nặng tiết kêu hay bạn nào mua nguyên nguyên bộ thì mình bán cho vị bạn là 8 triệu đồng chứ khoảng đủ mình bao ship nha bộ này 8 triệu còn bạn nào mà mua lẻ thì thỏa thường giá, mua cũ mình bán uh, cũ, mua họng mình bán họng ha. Họng này cũng khô tét luôn, gan. Còi uh, gan rất là dày. Dày lắm. Rồi tiếp mình có một cặp JBL 2420 16 ôm. 2420 này 16 ôm nha quý vị và bạn. Thì uh, nó đi với cái họng còi là Hồng coi là 2 2307, còn 2307. Cũ này bự lắm. 14,5, được kính cũ là 14,5, chiều sâu của cũ thì được khoảng 9,5. Rồi mình tính luôn từ cái họng cho đến cái đít cũ thì 31,5. Và để mình đo cái họng cặp cặp cũ này đẹp zin, đẹp đẹp xuất sắc theo dạng hàng bãi luôn. Rồi. Đường kính cái họng này thì nó là 16. với bạn này vệ sinh lại là đẹp lắm rồi cặp cũ này à, với cái hồng là 17 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship còn bạn nào muốn đặt cọc ngân hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì à, 18 triệu đồng mình bao xin tuyệt đối bao hát tốt da, cái này nặng dưới mấy cặp cũ mà 2420 này thì giá nó cực kỳ tốt với việc bạn rồi mình có hai hai cặp cũ mà hàng cỏ ha hàng rẻ tiền để mình lấy ra mình chia sẻ đến với một bạn bạn nào mà chưa có vốn thì chơi những cặp này cũng là hàng giữ luôn mà cỏ thương hiệu Đó, cặp đầu tiên là cặp của GBL GBL sản xuất tại brazil cái củ từ con này thì nó được khoảng 11 12 11 phát 5 đó. rồi từ cái chiều sâu mà từ cái họng cho đến cái đích thì nó khoảng là 6 5 cái đường kính vòng tròn để vặn găng này nó khoảng nó 3 3 và cái con CBL này thì mình thấy hiếm trên thị trường luôn có chỉ nước ngoài người ta xài thôi ở đây mình chưa thấy có d 220 ti 16 ôm ha nhận sức tự ra sim 16 ôm con xin tuyệt đối giá con này 4 triệu hai trăm nghìn đồng chuyển khoản đủ mình bao ship rồi bạn nào mà thích rẻ nữa thì đây cầu cũ uh, còi củ nhật của hãng Natonan bây giờ uh, cái đường kính uh, cái uh, đường kính để vặn cái găng á thì nó cũng 3,3 phẩy cũ này thì cảm cũng rất là nặng tay luôn 16 sáu và model của con này là Natonan ce 650 vd 16 ohm 50W Cặp cũ Natonan này à, Cái đường kính của nó, vòng tròn của nó thì khoảng khoảng 10 Chiều sâu từ họng đến đích cũ thì khoảng 9,5 Và giá của cặp này 3 triệu 2 Chiều khoảng đủ mình bao ship Rồi đây mình có một cặp cũ của hãng Coran M104 M104 này thì cặp cũ này nó rất là hay Cho nên giá nó khá là cao các bạn Mua mấy con này giá mệt Rồi Đường kính của từ là 12 Chiều sâu là được là 8 à, Dạ nó hít quá Chiều sâu được là 8 M104 Cái uh, Dinafarm với con con này mà vàng đã lắm Còn lỗ bắt, bắt ốc ba ốc từ vị trí này vị trí này là 5 5 cm ốc hoàng tươi đẹp cặp cũ này đẹp trang xe ben giá là 7 triệu đồng chuyện bạn đủ mình bao ship 104 này mình bán 7 triệu là rẻ mấy người khác tao bán khoảng 90 triệu không nói với bạn rồi em việc xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị ở những video sau